Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt tại hét Honda Huỳnh Mạnh Tùng. Đây, mặt tiền của hét nằm ở kế bên bưu điện Mỹ Xuyên nè các bạn. Địa chỉ cụ thể là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cho các bạn những chiếc xe Honda AB thế hệ mới nhất 2023. Hôm trước thì là cái màu đỏ, rồi hôm nay thì là cái màu đen. Tuy nhiên cái màu đen này là phiên bản động cơ 160, động cơ 4 van mới nhất của Honda nha các bạn. Và đây là một trong ba màu phiên bản tiêu chuẩn của động cơ 160. Đây chính là cái màu đen nước sơn bóng, màu đen bạc, màu đen Honda phối với màu bạc nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại quay chi tiết cái màu này cho các bạn xem, đồng thời mình điểm lại một số những cái nâng cấp trên xe so với thế hệ cũ nha. Trước mắt các bạn nhìn trước cái màu đen nè, bạn thấy nước sơn cực bóng ha, nhìn thấy luôn mình và thấy luôn cái đèn trần nè, thấy hết luôn. Thế hệ mới này thì dưới này nè, nó sẽ có một cái phần màu bạc ha, được điểm qua chỗ này, cho nên là khi các bạn nhìn từ xa, cái phần màu bạc đó nó ánh lên cứ tưởng như là một cái phần đèn đờ mi của xe vậy. Các bạn thấy không, đờ mi dưới này thì không nói rồi, bây giờ ở trên nè, nhìn từ xa cứ tưởng như nó là một cái đèn đờ mi luôn. Và giá bán mới nhất hôm nay là ngày 30 tháng 5 2022. Hiện tại thì hét Huỳnh Mạnh Tùng đang bán là 62 triệu 500 ngàn cho cái bản tiêu chuẩn này nha. Về chiếc xe thế hệ mới này so với thế hệ 150 á, có những cái điểm nâng cấp rất là đáng chú ý ha. Đầu tiên là cái hệ thống khung sườn mới. Hệ thống khung sườn này á, nó làm cho cái khoảng sáng gầm cao hơn nè. Thế hệ cũ là 125mm, thế hệ mới này là 141mm ha. 142 chứ. Động cơ 160 nó cao hơn 1mm so với động cơ 125 nha. Và cùng với đó là cái phần hông xe nè, nó thay đổi ha. Màn thiết kế hơi hướng là những cái tia sét. Và thiết kế mới này á, giúp cho cái cốp xe chúng ta nó sẽ to hơn thế hệ cũ các bạn. Đây, đây là những cái điểm nhấn đầu tiên trên xe ha. Phần cốp mới này á, Honda làm cho nó vuông vắn hơn, qua đó chứa được nhiều đồ hơn. Vẫn còn đó là một cái đèn soi cốp nè, một cái cổng sạc USB ở đây. Lúc trước là cổng sạc cái dạng tẩu thuốc nha, bây giờ là USB luôn rồi. Và dung tích cốp hiện tại á, nó là 23,2 lít so với cái thời cũ là 22,7 lít. Bạn nhớ ha, nó to hơn đó. Và đặc biệt nữa là cái bình ắc quy á, bây giờ Honda dời lên đây luôn, cho nên là bây giờ á, các bạn muốn thay thế bình ắc quy cũng rất là tiện. Thế hệ trước á, là Honda sẽ đặt nó trên này, trên này ha. Và tất nhiên rồi, thế hệ động cơ mới, khung sườn mới, nó làm cho trọng lượng xe cũng tăng lên. Thế hệ mới này á, trọng lượng xe sẽ là 114 kg, so với thế hệ cũ là 113 kg. Nặng hơn đúng 1 kg thôi. Vỏ thì cái phần vỏ xe Honda vẫn để y như cũ nha. Kích thước lớp trước á, là 90-80. Các bạn nhìn nè, 90-80 nha. Còn đây là hệ thống phanh đĩa mới. Với bị mà phanh đĩa mà có ABS mới này á, thế hệ cũ á, là có một cái vòng độc tách rời. Còn thế hệ mới này á, thì Honda lại phay luôn, phay cái vòng độc này lên thẳng trên cái đĩa luôn đó các bạn. Nó giống như là những chiếc xe Honda Vario 60 á, phay thẳng lên đây luôn. Nhìn thì nó sẽ gọn hơn và vệ sinh bảo dưỡng nó cũng dễ hơn đúng không các bạn. Nhưng mà nó sẽ làm khó cho các bạn. Nếu các bạn muốn lên đĩa đồ chơi á thì khó nè, khó ở chỗ này nè. Rồi, kẹp phanh vẫn là Nissin màu bích tông thuộc sơn đen mờ đây. Có ABS nha. Tất nhiên rồi, kích thước lớp nè, 90-80. Cái vành vẫn là 14 inch. Và cái vành này mình thấy cũng không thay đổi luôn, vẫn như vậy. Và cái vỏ lốp nè là của V Rubber nè, Made in Việt Nam nha, Made in Việt Nam. Rồi, kích thước lốp sau sẽ là 180. Cũng cái vành đó, cũng 14 inch nha. Cái phần thắng sau vẫn là phanh đùm, hay còn gọi là phanh tăng chống đó các bạn. Đâu rồi, đây nè, 180 ha. Và cái lốp này là đến từ thương hiệu là Made in Việt Nam đó các bạn, Made in Việt Nam nè. Đó, V Rubber thuộc sơn đen mờ.
Rồi về phần cụm đèn hậu hay là cái tay nắm sau á, là y như cũ luôn, không khác gì. Khác ở chỗ này, nguyên cái phần này là khác luôn nè. Và phần bô xe, để mà thích ứng với cái động cơ mới mạnh mẽ hơn, thì phần bô xe này Honda cũng đã làm cho nó to hơn, dài hơn, nó ngầu hơn, nó vuốt cao hơn so với thời cũ nè. Vẫn là động cơ SWC 4 kỳ, 1 xi lanh thôi, và giải nhiệt bằng dung dịch. Đây, bô mới nè các bạn, rất là ngầu đúng không? Phần này vẫn là bằng nhựa nè các bạn, bằng nhựa nha. Bây giờ mình cho các bạn xem thay đổi lớn nhất trên chiếc Honda 160 này á, chính là phần động cơ ESD cộng 4 van thế hệ mới nhất. Và khóa động cơ này bây giờ nó sẽ cho công suất là trên 15 mã lực. So với thế hệ 150 á, nó chỉ có 12,8 thôi. Bây giờ là trên 15 mã lực đó các bạn. Vô cùng mạnh mẽ luôn. 4 van. 4 van này nó sẽ giúp cho cái động cơ chúng ta nó tối ưu hóa vấn đề mà lấy nhiên liệu, nạp nhiên liệu, và tối ưu luôn cái vấn đề mà khí thải nữa, nó xả ra nhanh hơn, nạp nhanh hơn, qua đó giúp động cơ không tiết kiệm xăng như thế hệ cũ. Tất nhiên rồi, động cơ mới mạnh mẽ hơn mà Honda công bố á, thì cái động cơ này chúng ta có thể là 1 lít đi được là khoảng chừng 43,5 cây số. 43,5 cây số nha. Đây là Honda công bố thôi, chạy thực tế nó sẽ khác. Bây giờ mời các bạn xem kỹ lại phần hông xe nè ha. Màu đen nước sơn bóng nha các bạn. Màu bạc á, chúng ta sẽ có ở cái phần yếm đây, cái nơi đổ xăng. Thì bình xăng vẫn là 4,4 lít. Rồi màu bạc nó nằm trên này nữa nè. Trên này, trên này, trên này luôn. Về cụm đồng hồ á, thì không có gì thay đổi so với thời cũ nha. Thay đổi lớn nhất ở đây nữa là cụm khóa thông minh. Đây, chúng ta sẽ nhấn, không cần nhấn đề đây nữa nha. Thế hệ cũ nhấn đề, bây giờ không cần nhấn đề nữa, chúng ta chỉ việc nhấn này thôi. Đó. Cái nhấn đầu tiên này ở dưới là mở yên nè. Cái nhấn ở trên này sẽ là đổ xăng nè các bạn. Bình xăng 4,4 lít. Mình hơi thất vọng chỗ này ha. Hơi thất vọng đó. Giá như mà Honda có thể nâng cấp cái bình xăng này lên sớm hơn. Rồi, một nấc nữa là mình sẽ mở luôn cụm đồng hồ rất là xinh đẹp này. LCD toàn phần. Xi nhan nè, hai bên ha, còi nè, đó. Trên này á, là báo mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời trong quãng đường mình đi ha. Rồi có chip A nè, chip B nè, rồi AVG này là cái mức đo tiêu thụ nhiên liệu xăng thôi. Rồi total là tổng quãng đường mình đi được. Ở đây là báo tốc độ, báo xăng, báo giờ luôn. Idle stop ha, đó. Báo các nước nữa nè, báo FI chỗ này, báo pha ở đây ha, báo chìa khóa, rồi là hết rồi. Mình làm lại nè cho các bạn xem nha. Đó, báo FI nữa các bạn thấy không, ABS nè. Đó. Khi mà chiếc xe lăn bánh qua 10 cái số trên giờ thì cái đèn này sẽ tắt nha. Rồi mình làm nhanh vậy thôi ha. Còn về phần tổng thể phía trước là không có gì thay đổi luôn. Phần mặt nạ, phần đầu đèn. Đèn trước vẫn là đèn LED. Cái phần này cũng là đèn LED nhưng mà đèn xi nhan á, trước sau vẫn là bóng halogen như là thế hệ cũ nha các bạn. Bây giờ mình mở đèn cho các bạn xem luôn nè. Mở đèn luôn ha. Đẹp lắm đó các bạn. Phần đèn xe nè. Đang cốt nè. Pha nè. Đó. Nhan nè, mời các bạn xem phía trước nè. Các bạn vừa xem ngoại hình xe đi, rồi mình sẽ cho các bạn thêm một vài những thông số ha. Ví dụ như là chiều dài nhân rộng nhân cao của xe thì hiện tại nó là 1890 nhân cho 686 và 1116 mm, tỏa sáng gầm là 142 mm, trọng lượng là 114 kg. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe vẫn là 1286 mm nha. Khoảng sáng gầm của xe nè các bạn. Nó cao hơn thì mình leo lề nó sẽ tốt hơn. Có điều là cái thước lốp vẫn như cũ là mình hơi cũng hơi thất vọng luôn. Giá như mà Honda làm cho phục này nó to hơn chút xíu, rồi lốp to hơn chút xíu. Thực tình mà nói á, thì so với ngoại hình á, thì cái thước lốp này nó cũng hợp lệ rồi. Nhưng mà lốp to hơn thì mình đi nó sẽ, thứ nhất là đẹp xe, thứ hai là nó sẽ cho mình cái độ bám đường cũng như là cân bằng tốt hơn, đúng không?
Độ cao yên xe vẫn là 775mm đó các bạn. Một cái chiều cao yên rất vừa phải. Những bạn nào cao khoảng chừng 1m6 thôi, mình vẫn tự tin lái chiếc xe này nha. Và một cái thay đổi lớn nữa trong động cơ này đó chính là cái đường kính và hành trình bê tông. Thì Honda bây giờ làm cho cái đường kính nó to hơn, nhưng mà hành trình bê tông thì lại ngắn lại. Cho nên là bây giờ Honda thiên về cái mã lực hơn là cái moment. Cụ thể á, đường kính hành trình bê tông bây giờ nó là 60 nhân cho 55,5mm. Cho nên là nó cho công suất là trên 15 mã lực. Nhưng mà moment xoắn á, thì nó chỉ là 14,6 Nm tại 6.500 vòng trên 1 phút thôi. Hơn 14 Newton nha. Mạnh đó các bạn. Phía trước này thì Honda sẽ trang trí thêm một cái phần tem ở đây là số 160 màu bạc nữa các bạn. Đây là phần tem dán nha, chứ không phải là tem sơn đâu. Logo AB vẫn như cũ ha. Logo cách điệu nè. Logo nổi nha. Phía sau nè, chữ AB nè, các bạn nhìn kỹ nè ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem quan sát lại cái phần cụm ổ khóa, cụm chìa khóa nè. Thế hệ mới này thì Honda làm cho nó gọn hơn các bạn. Mình cho các bạn xem luôn nè. Cái thế hệ cũ trên chiếc AB 150 đây, nó sẽ thô hơn một chút xíu. Vẫn là hai phím thôi, thế hệ mới nè. Các bạn thấy không? Khác nhau quá rõ ha. Các bạn nhìn nè, nó sẽ góc cạnh hơn và nhìn nó săn chắc. Nó cứng chắc hơn, nó cứng chắc hơn, gọn hơn các bạn. Thế hệ cũ thì nó nặng hơn, cồng kềnh hơn một chút xíu. Khi nào mà xe về thêm những cái màu khác, ví dụ như là màu xanh và màu đỏ, thì mình sẽ tiếp tục có thêm những clip quay chi tiết thế này cho các bạn xem ha. Mình sẽ cho các bạn thêm hai số điện thoại nha, một số bàn và một số di động lên trên màn hình. Có gì thắc mắc các bạn cứ alo cho hai số này cùng với địa chỉ cửa hàng. Cửa hàng thì có ship xe toàn quốc đó các bạn. Các bạn nào không muốn ship xe thì cứ alo cho cửa hàng trước, mình tư vấn thật là kỹ rồi sẽ ship xe, ship ra tận miền Bắc đó các bạn. Phí ship khoảng chừng là 600.000 thôi, còn ở miền Nam là khoảng chừng 300.000. Mình phải công nhận là cái màu đen nước sơn nó cực bóng, cho nên là nếu các bạn thường xuyên mà vệ sinh sẽ rất là đẹp, rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ xin phép được kết thúc video nha. Xin chào các bạn.